Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay Thành sẽ quay khu vực bán gia súc gia cầm thuộc chợ phiên Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng để mà chia sẻ với các bạn nhé. Đây là toàn bộ khu vực chuyên bán gia súc gia cầm, mà chủ yếu là bán lợn, trâu bò, gà, vịt. Đặc biệt là lợn con rất là nhiều các bạn nhé. Ngay trước mặt chúng ta là những con gà được bà con ở bản đem ra bán, nói tắt là gà bản các bạn nhé, tạm thời gọi là gà bản các bạn ạ. Đây. Đó. Nếu gà xuôi lên họ bán rất là nhiều và cho vào những lồng mấy chục con, trăm con, còn gà ở bản họ đem ra từng đôi một thôi. Đó. Để xem những con gà ở bản một chút nào. Wow. Đây. Những cặp gà khá là đẹp. Chiếm hỏi một chút, những cặp gà bản mình bán bao nhiêu? Những cặp này khoảng bao nhiêu chị? 220 à? 100 một con nhỉ? Sắp thành gà mái rồi đấy nhỉ? Ừ, gà ri sắp thành gà mái tơ rồi. Đẹp đẹp rồi. Chúc anh chị đã hàng. Đó. Quay một chút về chợ gia súc gia cầm này, chia sẻ mọi người đấy. Anh đang xem con chó. Những con chó nó phải mấy trăm nghìn một con đấy các bạn ạ. Đây. Ở khu vực Bảo Lâm, Bảo Lạc có những con chó Mông hoặc là chó dân tộc Mông, chó cộc đuôi ấy, rất là đắt các bạn nhé, rất là đắt luôn. Họ thích chó cộc đuôi. Đây, xem các anh ở đây bán thế nào. Sáu con, một đàn sáu con. Anh con đẹp này khoảng bao nhiêu tiền một con hả anh? Con này 400. À 400 đấy. Cái đây một đàn do nhà mình đẻ à, anh? Ừ, cho đẻ 6 con liền nhỉ? 2, 4, 6 con. Tầm 400 một con, 300 hơn 400 một con. Tất nhiên là có con to con nhỏ một chút nhỉ? Cái đàn con có con nó hơi còi một tí. Đúng rồi, con hơi còi một tí. Vâng, rồi em cho anh đắt hàng. Đi chơi một tí, xem khu vực này có gì nhiều nào. Đó. Ở đây có cô người Nùng các bạn ơi. Cô người Nùng bán gà. Tôi nói chuyện với cô người Nùng một chút nào. Cày nấy cày mừng chơi. Cày tốn sang tốn nó. Lấy cày này cày rau nó cày công nghiệp này. Lấy cày rau nó. Đấy người Nùng nói chuyện với nhau các bạn ạ. Tỏi nấy hái mấy cần cái này rồi. Cần bắt tỏi đấy. Ừ, đây nó nắc bơ bấy làm đấy. Khoảng kia xin này tôi nè. Nó mà xay rồi. Là chiều thôi, áo bế bớt đây, cắm bớt đây. Ừ, nó chiều thôi. 200, 240 một con. Dạ. À vậy đi. Sưng mà, sưng mà lâu lâu sưng cài ở bên cạnh sưng nào. Lưu ở bên chị lưu yên rồi. Ở bên thằng cá. Cá. À toàn sưng ở nọc lại đi cá hó. Chán cá. Bên làng yên coi. Gà con các bạn ạ. Gà con, vịt con. Đây. Những giống vịt này to các bạn nhé. Giống vịt này khá là to đấy. Đúng rồi. Dạ. Cần mà. Đấy nhìn là biết ngay mà. Đây giống vịt còi hơn này. Cao Bằng Phương tôi chị ơi. Em đi khám phá chợ Việt vớt à, suốt à. Trong núi chợ là quay châu ấy phải không? Dạ vâng ạ. Châu bò thì họ thích xem. Vâng. Bà con ở nước ngoài họ thích xem chợ vùng cao lắm. Chủ yếu là phục vụ bà con ở nước ngoài. Dạ Việt kiểu nước ngoài ạ. Em quay vui vui thôi mà. Vâng, dạ. Trời ơi, các bạn ơi. Toàn vịt con các bạn ạ, khu vực này à.
những chú vịt con cực kỳ đáng yêu. Đây, một dãy toàn vịt con là vịt con các bạn ơi. Đây, toàn vịt con là vịt con ạ. Đó. Cực kỳ đáng yêu, dễ thương. Đây là đoàn vịt, toàn vịt trắng, toàn là vịt trắng. Đó. Đây. Vịt trắng. Thôi đi lướt qua một vòng các bạn nhé. Đây gà lai này. Đấy. Gà lai. Đó. Đấy, đi dạo qua một vòng. Toàn vịt là vịt tôi, vịt vịt gà, vịt con, gà con. Vịt trắng. Tôi quay anh chọn vịt một chút nào. Anh đang mua về này. Ăn rất là khỏe nhá, ăn ầm luôn. Rồi. Tiếp tục đi khám phá khu vực này. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Ở cái chợ phiên Quảng Uyên, Quảng Hòa này bán vịt cực nhiều luôn. Phải có tầm mười mấy gian hàng toàn bán vịt con với gà con. Đó. Vì ở Quảng Uyên, Quảng Hòa này, khu vực bên Quảng Hưng, Chí Thảo họ nuôi gà Việt rất là nhiều. Đấy. Đấy. Bên tay phải này là khu vực bán vịt con, gà con, còn bên tay trái này là khu vực bán vịt, vịt lớn, gà lớn. Nhưng gà vịt này chủ yếu đây là xuôi đem lên bán các bạn ạ. Chú gà rất là to. Các bạn để ý nhá, tôi đi quay ấy, gặp những người dân ở bản địa địa phương ấy thì họ rất là dễ dàng tiếp cận, nói chuyện rất là vui vẻ. Nhưng mà những người ở xuôi ấy thì cách bán hàng của họ khác hơn. Đó. À, ý của tôi nói không phải phân biệt người ở xuôi với người ở bản địa, nhưng mà đây là sự thật các bạn nhá. Cách tiếp cận, cách nói chuyện, trò chuyện với họ hoàn toàn khác với những người dân ở bản địa trên này. Đấy. Thái độ của họ ấy. Đó. Vậy đang đi quay chợ gia súc gia cầm, chủ yếu là lợn, gà thôi. Thì gặp một ông chú người trong làng đến mua lợn. Đó, gặp ông chú rất kể tú. Đấy, sẩy tú. Cô mua 4 con, 2 triệu 2 đấy. 4 con là 5 triệu rưỡi các bạn ạ. 4 con lợn trắng. Đó, cho lên xe máy đeo về. Ý rồi nó. Ý rồi nó. Nói ý thầy hết. Ờ. 2 triệu 2 sẩy tù. 4 con 5 triệu rưỡi. Nhắc lại các bạn nhé. Nhắc lại các bạn biết nó. Ôi, xám đường ta chắc rắc đường ta lòng mơ. Đại khái mơ. Đại à, đại, đại sương mơ luôn mẹ à. Đại sương mơ. Đại liêu coi. Đó. Còn gà vịt thôi. Đây, lại có những con chó rất là đáng yêu này. Chó hay mèo? À, chó phải không cô? À, nhìn từ xa như là con mèo nhỏ nhỏ coi coi. Chó cảnh. Đấy, gà vịt. Gà vịt ở đây. Con chó còi này, chó cảnh này, bao nhiêu tiền một con hả cô? 700.000 á? Mà lên mua con mẹ nó hàng hàng 2 triệu 8. Mấy triệu đây đúng không? Chó cảnh nó khác mà. Rồi, chó cảnh. Đẻ có đúng 3 con hả cô? 4 con. Bán một con đấy nhỉ, phải không ạ? 16 cân rồi đi. 16 cân rồi đi.
các bạn ơi, vào khu vực bán lợn nhá. Đi dạo qua khu vực bán lợn một chút. Đi dạo qua khu vực bán lợn một chút nào. Em làm cao bằng quê hương tôi chị ơi. Quay lợn gà vịt châu bò nhiều mà, chợ phiên nhiều mà, hội hè rất là nhiều mà. Vâng. Và YouTube cao bằng quê hương tôi ấy nhỉ. Em quay chợ ra. Ôi giời ơi, cháu quay để nhiều người biết về cao bằng mình, họ mua với cô nhiều hơn. Cao bằng một cô đó, đúng không? Đúng rồi. Các cô các chú lên cao bằng không muốn về được không ạ? Dạ. Dạ. Vào được đấy chị. Chị vào được mạng không? Có mà. Vào được mà, em quay gia súc gia cầm lợn gà châu bò người hay nhiều. À chị ơi, vào YouTube. Còn fanpage của em thì ít người xem này, vào YouTube ấy. Chị quay lại đi. Quay lại màn hình đến nút đỏ đỏ ấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, em làm chủ yếu là làm trên YouTube nhiều. Chị nhà ở đâu ạ? Em ở Hòa An. À, Hòa An thì bán lợn thì nhiều rồi. Chị đánh vào đâu nhỉ? Cái tìm kiếm đâu nhỉ chị ạ? Ừ, chị đánh vào đây đi. Chị kia một giọng nói đánh vào Cao Bằng đấy, chị đánh một cái Cao Bằng vào một giọng. Cao Bằng, đấy, cái dòng thứ hai. Mà trong Facebook mà Facebook là em có, nhưng mà có hơn 2.000 người đăng ký thôi. Còn trên YouTube em thì đông hơn. Chắc là vào hơi chậm một tí đúng không, kênh của em đây. Dạ, rồi, thầy gái được ơi. Thầy gái xinh là vào ngay. Đấy, chị đăng ký giúp em một cái này, đấy và... Em đi suốt mà, đi chợ viên mà, chúc chị đặt hàng nhá. Quay lướt qua một tí thôi, quay lợn một tí và... Chị đi các chợ không? Em đi chợ, có mà. À, vâng, vâng. Rồi, chúc chị đặt hàng nhá. Rồi, em đi chơi tí thôi, đi chơi dạo tí mà. Lợn đen bản địa đây. Đó, lợn đen bản địa. Khoảng mấy tiền một con à chú? Bây giờ đen mình bán khoảng mấy tiền một con nào chú? Có 1 triệu. À, 1 triệu một con. Giá lợn giảm giảm một chút rồi nhỉ? Chỗ nào cũng đi. Quay đi. Em cũng hay đi lắm. Cứ quê ở đâu? Em người trong tự do này mà. Hả? Lúng đi tự do này mà. Tự do này cơ. Vâng, lúng đi tự do thôi. Nhưng mà em công tác ở ngoài nên em đừng nghỉ là em đi chơi vui vui. Đúng rồi. Chia sẻ cho bà con ở nước ngoài. Họ biết về chợ phiên vùng cao mình ấy, họ cũng thích xem, họ cũng nhờ em đi quay nhiều. Vâng. Rồi. 1 triệu một con. Cách đây tầm 1-2 tháng họ còn 2 triệu một con đấy, lợn trắng ấy. Giảm xuống có thể không anh? Giảm bây giờ lợn trắng tầm 1 triệu dưới này thôi. À, giảm xuống khá nhiều rồi nhỉ. Lợn hơi cũng giảm mà nhỉ. Vâng, mọi thứ nó giảm xuống, nó về cái quy luật thị trường thì người nuôi người bán đều có lợi mới được. Vâng. Chúc chú đặt hàng nhé. À, cháu không phát trực tiếp đâu. Cháu về nhà phát sau thôi. Chú vào kênh YouTube Cao Bằng quê hương tôi ấy. YouTube ấy, nút đỏ đỏ ấy. Vâng, là tìm thấy cháu ạ. Và cô, những con lợn rất là đẹp. Chào chú cô đặt hàng ạ. Hôm nay bán một đàn thế này à cô? Đẹp nhỉ? Quay xa xa một tí. Đẹp quá. Cháu quê ở đâu nào? Quay bằng cô lên Cao Bằng vất vả. Cháu quê Quảng Hòa mình thôi mà, cháu cũng vất vả từ bé mà. Nhưng mà nhiều người nước ngoài yêu cầu cháu đi quay chợ phiên à? Họ thích xem cái cảnh làng quê vùng cao, chợ phiên vùng cao nữa. Nên cho quay một chút. Nên Việt Nam mình vất vả, ở đâu cũng có cái vất vả riêng. Nhưng Việt Nam mình còn khó khăn. Còn khó khăn và còn vất vả hơn nhiều nơi khác quá. Dạ. Dạ. Đó, các cô, các chị đi chợ bán lợn, bán gà. Bán lợn gà vịt đây này. Bây giờ là tầm 10 giờ, 9 rưỡi 10 giờ chiều, giờ sáng rồi. Giờ tan rồi, chuẩn bị tan chợ rồi các bạn ạ. Cố đất hàng nhá, cố gắng thêm một chút được không ạ? Vâng, đợt. Nó sang bên này, khu vực bên phía đằng sau này xem nào. Đấy, đấy. Toàn lợn đẹp thôi. Lợn trắng, lợn đen, lợn bản đều có hết, đủ các loại luôn. Lợn làng đều có hết. Đó, sang khu vực này nào.
Các bạn ơi, như vậy tôi vừa quay một cái clip về toàn bộ khu vực chợ, gọi là bán lợn, gà, vịt, chợ gia súc. Đến với các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm vào cái chuông bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.